Neptune bị đánh tan tác, phương Tây tổn thất nặng nề. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, người ta đang đồn đoán về những chiến thuật mới mà Ukraine sẽ sử dụng khi họ tiếp tục bế tắc trên chiến trường. Tuy nhiên, dù có là chiến thuật gì đi nữa, thì cái gốc vẫn là năng lực quốc phòng phải mạnh thì mới có thể thực hiện được chúng. Mà điều này thì thật khó cho Kiev. Họ đang như con cá nằm trên thớt. Chờ khi kết thúc chiến tranh thì số tiền phải trả cho các nước phương Tây cũng đủ để nhiều thế hệ người Ukraine sống trong đói nghèo, cùng cực. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích những diễn biến xung quanh sự kiện G20 và vụ tấn công sân bay Pskov. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ngón tay tử thần đã đến Ukraine. Sau cuộc tấn công bất ngờ nhắm vào sân bay quân sự Pskov, Ukraine đã nhận thấy tiềm năng của chiến thuật này. Trong bối cảnh phương Tây từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, Kiev đã bắt tay vào nghiên cứu các loại UAV cảm tử. Hiện nay, người ta đang đồn đoán rằng UAV có tầm bay lên tới hàng nghìn km đang được phát triển trên lãnh thổ Ukraine. Còn có thông tin cho rằng Ukraine đang sở hữu công nghệ của những loại có khả năng di chuyển tối đa lên tới 600 đến 750 km. Nó được kỳ vọng sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng cho Nga. Cũng có tin đồn rằng các loại UAV có tầm xa lớn hơn cũng đang được tăng tốc phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia nhìn nhận rằng việc Ukraine có thể đạt được bước nhảy vọt trong việc sản xuất UAV là một điều khó có thể xảy ra. Khả năng cao là Kiev có thể dựa trên công nghệ phương Tây để tạo ra những chiếc UAV cỡ nhỏ. Dù vậy, cũng sẽ mất khá nhiều thời gian để họ có thể hoàn thiện được chúng. Cơ sở công nghệ cho một UAV như vậy có thể là loại máy bay không người lái huấn luyện Magis-Bansi của Anh. Trước đây, Ukraine từng dự kiến sẽ sản xuất và tiếp nhận hàng nghìn máy bay không người lái khác nhau để phục vụ cuộc chiến. Điều này có thể giúp cho Kiev gia tăng cường độ các cuộc tấn công UAV từ 5 đến 10 lần. Để ngăn chặn được viễn cảnh đó, mấy ngày gần đây thì Nga đã bắt đầu ồ ạt tấn công vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Ukraine. Không biết là liệu Ukraine có thể cho ra đời được những máy bay không người lái mà họ đang nói tới hay không, nhưng mà giới quan sát thì vẫn hoài nghi về triển vọng thành công của nó. Được biết, các phương tiện phòng không 2K12 Cup, bản nâng cấp của Cộng hòa Séc hay còn được gọi với biệt danh là ba ngón tay tử thần, hiện đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Séc Peter Pavel gần đây cho biết rằng ông sẽ chuyển giao 2 khẩu đội tên lửa này cho Kiev. Điều này có nghĩa là Ukraine sẽ nhận được tổng cộng từ 6 đến 8 xe đặc chủng, 2 xe chở radar 1S91 cũng như một số lượng lớn tên lửa phòng không 3M9. Cũng cần lưu ý rằng hệ thống này được đưa vào sử dụng từ năm 1967. Những khẩu đội viện trợ cho Ukraine đã được Séc cải tiến từ bản gốc của Liên Xô vào giữa những năm 2000. Phần khung xe được đổi mới, lắp đặt thêm các dây cáp, nguồn điện và hệ thống liên lạc theo tiêu chuẩn của NATO. Bất chấp các phương tiện truyền thông đã ca tụng và ví von nó như thế nào, nhưng mà các chuyên gia quân sự vẫn cho rằng chúng chỉ có thể có ý nghĩa về mặt lý thuyết. Họ cho rằng những vũ khí lỗi thời này chủ yếu là để cung cấp thêm hỏa lực ngăn chặn các UAV Shahed có tầm bay thấp, cũng như là tên lửa hành trình cận âm Calip và KH-101. Tuy vậy, đối với Ukraine mà nói thì dù sao nước này cũng đã tìm ra được một phương tiện để triển khai các tên lửa không đối đất tầm trung của mình. Hiện tại, người ta vẫn chưa biết được tính hiệu quả trong thực chiến của hệ thống cải tiến này sẽ như thế nào. Chúng ta chỉ có thể chờ xem. Lần đầu tiên, Nga đánh chặn tên lửa chống hạm Neptune. Hôm nay, phía Ukraine đã công bố video về việc họ đã cải tiến tên lửa R-360 Neptune để phục vụ cho các mục tiêu trên bộ. Neptune là một tên lửa chống hạm tầm xa được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên biển. Nhưng hiện tại thì Kiev đã cải tiến để nó có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Mới đây, loại vũ khí này được cho là đã tấn công tổ hợp phòng không S-400 của Nga ở Krum. Tuy nhiên, hôm nay Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng họ đã đánh chặn thành công tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine. Báo cáo của Bộ đã nêu rõ, hệ thống phòng không đã đánh chặn 2 bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS, một tên lửa chống hạm Neptune và 2 tên lửa chống hạm Radar Ham. Hiện chưa rõ mục tiêu của phi vụ này mà Ukraine thực hiện là gì. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy một trong những sân bay quân sự ở Crimea có thể đã bị nhắm đến. Bởi vì Ukraine chỉ có một số lượng nhỏ tên lửa Neptune, cho nên bất kỳ một hành động thất bại nào của họ đều sẽ làm suy giảm năng lực tấn công của chính mình trong tương lai. Đồng thời, nó cũng sẽ củng cố thêm vị thế của Nga trên biển. Ngoài ra, việc đánh chặn thành công cũng cho thấy khả năng thích ứng của hệ thống phòng không Nga. Bởi vì trên thực tế, tên lửa Neptune do Liên Xô sản xuất rất khó bị đánh chặn. Chúng tiếp cận mục tiêu ở độ cao cực thấp, khiến cho các hệ thống phòng thủ khó phát hiện ra từ khoảng cách xa. Tên lửa chống hạm Neptune là một phần của hệ thống tên lửa R-360 của Ukraine và có hiệu suất khá ấn tượng. Trọng lượng của nó là 870 kg, và có khối lượng phần đầu lên tới 150 cân. Neptune có tầm bay lên tới 280 km và tốc độ bay khoảng 900 km/h. Độ cao bay trên mặt nước thay đổi từ 3 đến 10 m. Tuy nhiên, những tính năng như vậy không phải là trở ngại đối với các hệ thống phòng không của Nga. Sở chỉ huy tên lửa Neptune của Ukraine đã được trang bị các thiết bị liên lạc của NATO. Điều này có nghĩa là nó có thể tiếp nhận dữ liệu từ bất kỳ một máy bay trinh sát nào của NATO và nạp dữ liệu vào tên lửa. Cũng phải nhắc lại rằng, vào tháng 10 năm ngoái, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công và phá hủy cơ sở hạ tầng của công ty quốc phòng Komuna, Ukraine tại vùng Kharkov. Đây là nơi sản xuất đầu đạn của tên lửa Neptune. Và kính thưa quý vị, đánh giá tình hình chung chúng ta thấy rằng cuộc xung đột Ukraine cuối cùng sẽ trở thành một hành động quốc tế tốn kém nhất mà Hoa Kỳ từng thực hiện. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu thêm 24 tỷ USD hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine, chủ yếu là cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự, cùng với 7,3 tỷ để hỗ trợ ngân sách nước này. Mặc dù Quốc hội Mỹ ngày càng do dự trong việc chi thêm một khoản tiền khổng lồ khác để tài trợ cho một cuộc xung đột bất tận ở Đông Âu, nhưng mà mất mát đó sẽ không là gì nếu đem so với những món lợi mà họ sẽ nhận được sau khi chiến sự kết thúc. Trước đó, Ngân hàng Thế giới dựa trên dữ liệu trong năm đầu tiên xảy ra xung đột đã ước tính rằng để tái thiết sau chiến tranh của Ukraine sẽ cần ít nhất là 411 tỷ USD trong vòng 10 năm. Nhưng mà đến ngày hôm nay, với những dữ liệu mới nhất, chắc chắn rằng họ đã thay đổi kết luận của mình và số tiền dành cho tái thiết sẽ tăng lên đáng kể. Ngay cả khi xung đột ở Ukraine đột ngột kết thúc ngay lập tức, thì khoản viện trợ để tái thiết đất nước này sẽ rơi vào khoảng 500 đến 600 tỷ đô la trở lên. Thế mới nói rằng Ukraine cuối cùng sẽ trở thành hoạt động tốn kém nhất mà Mỹ từng thực hiện. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kế hoạch Marshall nhằm xây dựng lại châu Âu chỉ tiêu tốn 13,3 tỷ đô la, tương đương với 173 tỷ USD ở thời giá hiện tại. Thế nhưng, con số này chỉ bằng khoảng 1/3 chi phí phục hồi chiến tranh của Ukraine. Sẽ là không có gì đáng ngạc nhiên khi mà nhiều công ty Mỹ nỗ lực vận động hành lang mạnh mẽ để duy trì cuộc chiến ở đây. Không chỉ các công ty quân sự mà nhiều ngành nghề khác sẽ được hưởng lợi từ sự mất mát trên mảnh đất này. Trong giới đầu tư, người ta vẫn nói với nhau rằng ở đâu có nhiều rủi ro thì ở đó sẽ có rất nhiều lợi nhuận. Và việc Mỹ rót tiền đầu tư vào cuộc chiến Ukraine cũng có thể là một kiểu đầu tư như thế. Được ăn cả mà ngã thì về không. Họ có thể chấp nhận lún sâu hơn vào cuộc chiến này và cho dù khoản tiền đầu tư có ngày một phình ra thì họ vẫn sẽ đầu tư. Belarus và nghi án liên quan tới vụ tấn công Pskov. Sau vụ tấn công của Ukraine vào sân bay quân sự Pskov gây thiệt hại cho Nga, hôm nay Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ra lệnh điều tra nguyên nhân dẫn đến việc hàng loạt những máy bay không người lái có thể bay qua đất nước này và hướng về phía Pskov. Tình báo của Belarus đã gửi một bản ghi nhớ tới Tổng thống, trong đó tuyên bố rằng lực lượng phòng không nước này đã không phản ứng trước các UAV bay qua không phận. Theo báo cáo, nhóm phụ trách nhiệm vụ đã thông báo cho chỉ huy và ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Belarus, nhưng mà không có một mệnh lệnh cụ thể nào được đưa ra để tiêu diệt các mục tiêu khả nghi. Một nguồn tin thân cận với Lukashenko cho biết, Tổng thống đã chỉ thị không can thiệp vào cuộc xung đột. Theo nguồn tin này, Lukashenko đã giải thích với Moscow rằng máy bay không người lái có thể được phóng đi bởi những kẻ phá hoại, những kẻ đã bị quân đội Belarus truy lùng. Hiện không có tuyên bố chính thức nào về chủ đề này từ Minsk. Tuy nhiên, nếu như máy bay không người lái thực sự được phóng từ lãnh thổ Ukraine theo tuyến đường ngắn nhất, thì chúng chắc chắn phải bay qua không phận của Belarus. Và việc Belarus không kích hoạt hệ thống phòng không của mình chắc chắn sẽ khiến ông Lukashenko cần phải trả lời nhiều câu hỏi từ phía Moscow. Trên thực tế, chỉ cần bất kỳ một vật thể bay nào xâm phạm không phận của một quốc gia có chủ quyền, thì quân đội của họ hoàn toàn có quyền bắn hạ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có kết quả điều tra chính thức về việc nhóm máy bay không người lái đã tấn công vùng Pskov được phóng đi từ đâu, cho nên vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận cho mọi nghi vấn. Ông Putin và ông Tập không tham dự G20. Hôm nay ngày 1 tháng 9, Reuters dẫn nguồn tin từ Trung Quốc và Ấn Độ cho biết nhiều khả năng Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ thay mặt ông Tập tới New Delhi để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Dự kiến, sự kiện này sẽ được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng đã từ chối tham dự trực tiếp hội nghị thượng đỉnh này. Tùy viên báo chí của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hình thức tham gia của Tổng thống Nga tại sự kiện này vẫn chưa được tiết lộ. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận sẽ tham gia hội nghị này. Việc cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chối tham dự G20 ở Ấn Độ có ý nghĩa gì? Thứ nhất, hai vị nguyên thủ quốc gia này đang thể hiện với phương Tây rằng chúng tôi đã có sẵn sân chơi riêng của mình và sẽ chỉ nói chuyện với bạn bè của chúng tôi tại BRICS. Giờ đây sẽ chẳng có gì để thảo luận với các quốc gia không thân thiện. Những quốc gia này có quan điểm không thỏa đáng về các vấn đề mà Moscow và Bắc Kinh coi trọng. Ví dụ, Đối với Nga thì phương Tây sẽ cần phải ngừng viện trợ cho Kiev và ngừng giật dây Kiev chống Nga. Ukraine phải trung lập và tôn trọng những thay đổi về lãnh thổ đã được hiến pháp Nga phê chuẩn. Còn Trung Quốc thì lại muốn phương Tây ngừng hỗ trợ và buôn bán vũ khí cho Đài Loan. Thứ hai, Nga và Trung Quốc sẽ không thỏa thuận hay là trò chuyện gì với một chính quyền sắp mãn nhiệm. Họ sẽ chờ đợi những thay đổi về tình hình chính trị ở Hoa Kỳ, chờ các nhà lãnh đạo mới xuất hiện, cũng như là chờ xem ông chủ Nhà Trắng mới có ý tứ như thế nào về cách giải quyết sự khác biệt. Thứ ba, Nga muốn chứng minh sự kiên định của mình về vấn đề thỏa thuận ngũ cốc, cũng như tiếp tục chứng tỏ rằng việc chống lại nước Nga hay là các lệnh trừng phạt là không có lợi cho sự phát triển toàn cầu. Cho nên, nếu G20 là một nền tảng cho sự hợp tác và phát triển của 20 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới, thì họ nên dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Nga. Người ta sẽ không thể hợp tác và phát triển khi đang có hàng đống lệnh trừng phạt chặn đường như vậy. Chừng nào mà tín hiệu dỡ bỏ lệnh trừng phạt còn chưa xuất hiện, thì chừng đó việc ông Putin tham dự sự kiện đều chỉ là một hành động vô nghĩa. Thứ tư, việc hai nhà lãnh đạo cấp cao của Nga và Trung Quốc cùng không tham dự G20 cho thấy Bắc Kinh vẫn lựa chọn không đứng về phía phương Tây để cô lập Moscow. Trung Quốc kiên quyết khẳng định rằng NATO đã kích động Nga tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine mà không tính đến những lợi ích an ninh chính đáng của người Nga. Mặt khác, Bắc Kinh hiểu rằng nếu như không đứng về phía Nga, thì việc phương Tây hạ gục họ là điều dễ dàng. Cho nên họ cần phải đứng cùng với Liên bang Nga, dựa vào nguồn cung năng lượng của Nga để làm chỗ dựa cho nền kinh tế của mình. Từ đó, Trung Quốc mới có thể trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu. Và nếu như phương Tây có thể đè bẹp nước Nga của Putin, thì mục tiêu tiếp theo sẽ là Trung Quốc của ông Tập. Thứ năm, Nga và Trung Quốc đang gửi một thông điệp mạnh mẽ tới phần còn lại của thế giới. Phương Đông sẽ trỗi dậy từ sự suy tàn của phương Tây. Sự sụt giảm chỉ số kinh tế của các nước phương Tây cùng với sự suy yếu của G7, trong khi nền kinh tế mới nổi như Nga, Ấn và Trung Quốc đang tăng lên. BRICS đang mở rộng và là đối trọng của G7. BRICS hấp dẫn hơn G7 và hãy hợp tác với BRICS để nhận được những cơ hội bình đẳng. Nói cách khác là người Nga và người Trung Quốc đang thiết lập một cuộc chơi mới mà ở đó vai trò của phương Tây trở nên mờ nhạt hơn. Putin khiến Macron và Pskov tức điên. Hôm qua, nhà báo Jackson Henker đã nói trên kênh YouTube cá nhân của mình rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Đức Olaf Scholz không hiểu tại sao mà nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin không đếm xỉa gì đến lệnh trừng phạt của phương Tây. Olaf Scholz và Emmanuel Macron từng ấn tượng với các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga. Vậy mà ông Putin lại chưa bao giờ phản nàn về các lệnh trừng phạt này. Theo nhà báo, Tổng thống Nga Putin không lo lắng về áp lực kinh tế bởi vì nó cũng đang gây tổn hại cho Washington và Bruxelles. Đồng thời, Moscow đã giành được nhiều chiến thắng ở lĩnh vực này. Nhà báo Hiên Cờ kết luận rằng điều này khiến cho những kẻ ban bố lệnh trừng phạt chẳng thể nào vui vẻ được. Nhưng mà việc Tổng thống Nga khiến cho hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp tức giận cũng chưa bằng việc người châu Phi đang hạ nhục Macron và nước Pháp. Điều này là cái tát vào thể diện của một quốc gia vốn có tầm ảnh hưởng quá sâu sắc trong khu vực. Chúng tôi đang muốn nói tới sự kiện Tổng thống Gabon Ali Bongo Ondimba bị lật đổ. Ông ta là cánh tay nối dài của Paris tại châu Phi. Và quan trọng hơn là Gabon là quốc gia châu Phi thứ 6 trong 3 năm qua xuất hiện một cuộc đảo chính quân sự. Như vậy, dưới thời của Macron, lợi ích của nước Pháp một lần nữa đã bị tổn hại ghê gớm. Gabon được coi là một trong những quốc gia giàu nhất châu Phi. Nguồn thu nhập chính của họ là dầu mỏ, chiếm tới 70,5% lưu lượng xuất khẩu và 38,5% GDP. Trong bối cảnh Pháp đang đoạn tuyệt năng lượng với Nga, thì đây sẽ là nơi được Pháp kỳ vọng đáp ứng được phần nào cơn khát dầu. Hơn nữa, Gabon là con ngựa đầu đàn của châu Phi. Pháp vốn cầm cương châu Phi bằng cách kiểm soát con ngựa đầu đàn này trong suốt một thời gian dài. Nhưng mà bây giờ đây tình thế đang thay đổi. Tổng thống Gabon vốn là tay chân của Pháp nay đã bị lật đổ, thay thế vào đó là một chính phủ chống lại chính Paris. Điều này khiến cho Pháp bị giáng một cú đòn nặng nề sau khi đã để mất Niger, vốn là một trong những nhà cung cấp uranium chính cho các nhà máy điện hạt nhân của họ. Hai nỗi đau đến liên tiếp khiến cho người Pháp khó lòng mà chịu đựng được. Bản thân Tổng thống Pháp đương nhiệm cũng khó mà có thể chấp nhận điều này. Và quý vị có thể thấy, phương Tây đã trở nên kém hấp dẫn và cơn đại dịch đảo chính đang lan ra khắp lục địa đen. Sẽ có nhiều hơn nữa các quốc gia trong khu vực này đứng lên để chống lại sự thống trị của phương Tây. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.